겨울의 꿈속에서 둘만의 꿈을 꾸면서. 흔히 cậu đang hối hận đúng không? Hối hận gì? Chúng ta ở trên núi lúc đó. Chị, chuyện này là sao vậy? Trời, có nhất thiết phải hỏi không? Thậm chí cái lão già này cũng có thể biết rằng họ sẽ kết hôn sớm thôi. Simeon, sách của cô, hãy để công ty của tôi xuất bản nó. Nhưng đổi lại, cô có thể viết một tiểu thuyết về chính cuộc đời mình từ thời đại học được không?